Hello, xin chào cả nhà. Ô, làm gì á? Đang đi làm đồ đặng. Đang phá thì có. Đang đi làm đồ cho mẹ nướng gà phải không? Đúng rồi, em Duy làm gì? Em sẽ đi hái lá sâm em chiêu đãi. Trong khi mẹ đang nướng gà để mẹ làm kênh của mẹ thì bây giờ ở đây em sẽ đi phá cái đám lá sâm của cô quá bà. Trời luôn nè. Bà kéo xuống đi bà. Bi bi hái bi. Ở đâu vậy? Đây nè bi. Đó. Để cho đám mình gỡ. Đây bỏ gỗ xuống đi cưng. Đây chị cầm gỗ cho. Đó, đây sẽ có bé Bi ngang phụ mình hái lá sâm vô làm sâm giò. Tải kênh quê nhà có mẹ. Ba phụ hái luôn đi. Lá này giò chắc tới trưa mới ăn được quá. Trời nắng mà, nay nắng nhiều nè. Hái lá sâm đừng hái lá mai nha Bi. Vô Bi. Ở đằng kia cô ba còn một cây nhiều lắm. Nhớ hồi đó cô ba mua cây 90 ngàn á anh. Mình đem hộp về mình trồng. Mình đem hộp thì mình trồng quá trời luôn. Đã thì anh phụ miếng thôi, em với thằng Bi hái đi. Chưa, vô. Lửa chưa được mà. Anh vô làm chỗ đang nướng. Ok vậy thôi anh đi phụ mẹ đi. Để em xử lý này cho. Cho thằng Bi nó hái thôi. Nhiều lắm, nhiều lắm luôn á. Ở đằng cái cây nhiều kia lắm, còn thấy nhiều vậy lắm. Chứ hái ra nhiều lắm á. Cái đám lớn của mình bữa gụi tàn hen theo uổng rồi. Ừ. Ở trên quá chừng này anh hái nhiều trên lắm. Này cái anh. Quá chừng trên đây nè anh. Kìa. Trong rồi, ở trong kìa. Nhóc nó nghĩ cái mai luôn. Không. Hái tiếp đi Bi, hái mấy lá già già á Bi ơi. Lá già già bự bự á Bi. Trời ơi. Mình mới tậu thêm một đứa em nữa. Nó dám nói là nó không dám chỉ mình. Trong khi đó cây này mình trồng. Ừ, cái cây mình trồng mà nó nói là nó không chỉ mình. Không được rồi. Đây, bỏ vô. Bỏ vô, bỏ vô. Lá bự bự không luôn. Lá vậy giờ ăn mới đã. Ở trên kìa tính. Đúng cái tên quá trần luôn kìa. Nhưng mà em sợ sâu luôn nè cả nhà ơi. Cái thân như con trâu thì sợ con sâu. Lá bự bự. Có những thằng em nó bự con mà nó sợ những cái con gì mà. Bi sợ con gì Bi? Rắn nè. Đang rắn. Đây ba người đàn ông hái lá sâm ngồi vô làm sâm giò cho những người phụ nữ ăn nè cả nhà. Ba người đàn ông này sẽ không biết ăn lá sâm đâu. Thôi đó, ba người hái đi, đi vô phụ bà nội đây. Đi đi. Rồi đây hái đi ngay cho ông Bi á. Còn đây nữa nè. Bây giờ hái lá mai nghe ông. Để em dò cho. Đây vô tính rồi, ồ tính hái mấy cái lá trên cao bự chảng không kìa. Cái hơi lá bự đã quá, hái đầy gỗ này luôn đi hay đó. Mình có cái nào mình ăn hết đi. Cái già là nó chứ ngon. Đó ông Giang nó đi mua một cây một dây 90 ngàn. Mất quá vậy. Chị tức quá, chị về với chị Vinh về cho mày một đống hột trồng, tao nói lo mà trồng. Hồi bữa bên cây cốc cũng nhỏ nhưng mà bằng sang bằng rồi. Chị Vinh cứ sang bằng. Bữa tới giờ em có gãy hột. Hôm qua chị Vinh dọn luôn rồi. Không, em có gãy hột vô chỗ á. Em để dành đem ra ngoài chỗ nhà. Ôi, rồi qua kia hái cái này. Đây tiệt cái cây này luôn Bi, bắt ghế lên ở trên luôn Bi. Chú mưa cái một trong kia thì bà nội đang làm. Vô 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 nắng quá Bi ơi. Thì đứng trong mát đi, đứng trong mát đi cầm cho. Hai đứa em mình nó hương mình chưa, hai đứa em nó giăng nắng cho cái nón là tính cho nón nè. Chị vô na mát chị. Đúng đứng rồi, chị. Đó, nó cho mình vô mát mình đứng nha. Gán hái mấy đứa hồi chị dò cho ăn. Ok. Tiệt cái cây này của cô ba luôn. Hồi bứng gốc luôn anh ơi. Ừ. Ê, ở trên quá chừng luôn kìa Bi ơi. Cầm thêm cái cây khác cho nó. Nhưng sao Bi? Từ từ. Cái này hồi đợt bão á. Trời ghê vậy. Ở trên đó làm sao anh? Hả? Bắt lên hái hả? Trên đây nè. Bắt ghê. Thôi mình chặt cái cây tre đi. Cầm cái cây khác đi, hồi lượt kiếm cái cây khác cầm vô cho nó đi, nó mới gãy rồi. Anh chặt cho nó cái cây mà trọt tuốt lên tới nóc luôn á. Lên tới nóc nhà luôn, lên tới tên này luôn. Bắt qua cái nhà của cô Tư kệ cho nó bu lên cái nhà. Thôi anh tính văng lưới ở đây. Cũng được. Mình hái mình trồng trụ cây á, dễ hái á. Chừng nào ấy là em cắt cái lưới bỏ. Hái ở trên kìa tính. Nó cao cao trên kìa. Bà nội đang cây lý. Ê, mình bứt nguyên cục cái xuống luôn được không? Ăn gì cũng biết chừa chứ gì. Mình bẻ cái cây đó xuống luôn được không? Ai cũng biết chừa cho người ở sao. Biết sao chị thì lá ngon nha bà. Ở trên kìa. Mé bên đây nè, mé bên đây. Trời ơi, trời ơi. Nó đã dở gốc cây luôn rồi, dở rồi.
Thằng em mình nó chiều theo ý mình, nó gỡ cây với mua mình. Chén tắm nắng đi cưng. Đây lá xăm hai đứa em mình nó cũng đã hái cho mình xong rồi nè, giờ mình sẽ đem vô mình rửa sạch qua mấy nước xong rồi mới dọn nha cả nhà. Nước lên bây ơi. Để rửa cho nó sạch, tại vì trong đây tuy là trời mưa nó sạch rồi nhưng mà nó cũng có bụi nha cả nhà. Có bụi, có nhện nè. Để rửa cho thật là sạch. Giờ ăn mới yên tâm. Rửa đi ơi. Cho ra, xong hồi rửa thêm hai nước nữa. Giờ lẹ lẹ đang còn nắng, phơi nắng cho nó ngon. Lá xăm cũng đã rửa sạch, bây giờ mình sẽ cho vô cái thau mình dò nha. Xong giờ mình sẽ cho nước vô. Bi múc dùm chị ca nữa Bi, chắc tầm 22 ca đó nữa Bi ơi. Lá xăm mình hơi nhiều nè. Đó, bây giờ bắt đầu mình sẽ dò. Mình sẽ nhồi như thế này nha. Ngồi từ từ ngồi cái lá nó sẽ ra hết cái chất màu xanh. Này rửa tay sạch nhờ nha cả nhà. Bao tay là sẽ không bao giờ dò được đâu. Bánh cà bi. Để cái tay kìa, không cầm gì nè. Trời ơi. Buông ra. Ừ. Trời ơi, vậy đi. Gì đó. Cái này là phải làm cho nó nhanh lên. Rồi, mình phao luôn rồi đi ơi. Xin lên. Rồi, buông đi đi. Rồi. Giờ mình sẽ đem ra mình phơi nắng nha. Ừ, đậm ghê kìa. Cái này dắt cái bọt nó hồi nó bể. Một thao luôn rồi. Đây, lá xăm mình đã dò xong, giờ mình sẽ đem ra mình phơi nắng nha cả nhà. Cái này thì phải phơi nắng nó mới ngon cả nhà ơi. Không phơi nắng cũng được, nhưng mà hồi đó giờ mình làm mình quen phơi nắng rồi nó sẽ dai hơn nha. Đây, lá xăm mình phơi cuối cùng thì nó cũng đã đặc rồi nè cả nhà. Siêu dai luôn, không biết dai không đi nữa, giờ mình chẻ ra mới biết. Mình sẽ cắt ra xong mình sẽ chế nước sôi vô nha. Hồi sáng thì mình tính là ít cho nên là mình để vô cái thau này, chứ không là mình chế ra cái sửng cho nó mỏng rồi. Nó càng mỏng nó càng ngon. Này nó quá dày luôn rồi. Mình thì hay ăn nó dò xong vậy cái mình sẽ chế nước sôi vào. Rồi, chẻ ra. Nó xăm này chắc hơi mì mà quá, không có được dai cho lắm rồi. Mình sẽ cho nước sôi vô. Như mình đang phá rồi nha. Ồ nó chốc nó hết luôn rồi kìa tính. Đúng rồi. Nó sẽ nổi lên hết luôn. Rồi mình lấy cái nước này ăn. Lấy cái nước ăn luôn. Cho ăn nước mát. Được rồi ông ơi, ông lắc ngồi chóng mặt quá. Cái đường nó tan luôn. Qua nó nổi lên này kìa chị. Không biết dai không nữa nè. Tao lấy muỗng múc thử coi. Đầu sắn là dai không? Chị. Không dai lắm không? Dai mà không dai lắm không? Đúng rồi chị. Đâu bỏ vô miệng liền coi. Đó. Ngon quá trời. Đây, lá xăm mình chế vô nước sôi vô nãy giờ nè. Giờ sẽ múc cho vô một cái thùng đem ra nhà cô ba uống đó nhờ. Bà nội làm gà xong luôn rồi, giờ bà nội đi luôn rồi. Bà nội đi rồi, giờ mình phải đi theo bà nội thôi. Cho vô thùng đá nha. Cho đá tổng luôn về.
chưa anh, hồi chắc ra ngoài bỏ đá vô sao quá, anh sợ bỏ vô nó tan quá. Chừng nào mình gần uống mình để vô xong mình múc ra là xong luôn, khỏi để ly hết á. Chiu. Cho vô. Em sẽ cho vô thêm đi ơi nữa. Xịn sò luôn. Đi ơi với hạt chia, hạt á, nãy tính nó có ngâm cho em rồi. Xương sáo hạt chia. Lá sam, xương sam chứ. Nó cũng khá là dai đó, nãy tưởng không dai giờ nó cũng dai nè anh. Ngon quá đó. Cho vô, giờ mình sẽ cho hết cho đây luôn nha. Ơi, kem uống không? Chưa, mẹ cho kem một ly đi. Kem, sao mẹ nhìn mẹ ta? Nhìn gì á cả? Mẹ kêu kem kìa. Ủa, con uống không? Một ly nha. Kem ơi, sao ngủ dậy mặt buồn hiu rồi con? Không ai chơi với con. Cút. Thấy không? Cút. Không ai chơi đó. Ba ổng rồi, ba đâu có chơi được. Chảy nước miếng rồi. Ôi cười chảy nước miếng rồi. Kêu quá trời luôn, ba không có cầm ý chăng nữa. Cúc cà. Ôi trời ơi, xấu quá đi. Để mà vô lấy cái khăn. Đây là cái thao lười ơi nè, mình đã ngâm và mình đẩy hộp đẩy vỏ rồi nha. Cái gì mà dữ hả con? Làm sao? Làm sao? Con đang nói chuyện. Cái gì? Nói gì kem? Nói gì mà dữ vậy cà? Cá hả? À, tâm sự với cái lơn. Cá. Rồi giờ mình sẽ cho hết vô trong đây luôn. Đầy không anh? Nhiều không? Đầy đầy, ngủ lâu dài. Lúc này uống mai luôn à. Nhớ chứ uống giờ tới tối là hết à. Cái gì ồn ào quá à. Ngon mà. Này, đổ xuống cái nó có bọt luôn rồi. Đó, đổ chưa. Ôi, ồn quá đi à. Ơi. Sao? Ủa, cái tay bị muỗi cắn rồi Hương, ghê chưa. Con sao? Con muỗi đó mẹ sẽ ăn thịt đó. Kim ơi. Đây có con muỗi nó di ăn kem nữa rồi kìa. Mẹ ơi đập con muỗi giùm ba. Còn đây là ly hạt chia với hạt é nè, mình sẽ cho hết vô. Một cái thùng này rất là nhiều người uống luôn nha. Ở đây thì mình có chuẩn bị sẵn là nước đường nè cả nhà. Nước này nãy mình lấy cái nước lá sâm á, cái mình bỏ đường vô mình thắng cho nó tan ra hết luôn rồi nha. Còn mình cũng sẽ cho hết vô luôn. Hồi nước đá thì mình sẽ cho vô sau, khi nào mình cho vô đây thì mình cho nước đá vô. Đây. Thùng quá là hấp dẫn luôn, quá là ngon luôn nha. Ơi, tới nhà cô ba rồi chị em ơi. Chào gia đình. Rồi. Mặt em nè. Ôi, đã chưa? Những cô bé mùa đông chưa? Trời ơi, lỗ hôi ướt rồi ba ơi. Xuống rồi ơi. Mẹ cho em xuống bên nào đây, xuống bên này nha. Mát chưa, ra tới đây mình bung sổ ra con. Ra tới nhà cô ba rồi. Tới nhà cô ba rồi. Nãy cô ba nhìn con đáng yêu lắm kìa. Ôi chảy cô hôi đầu luôn rồi. Bây giờ quạt quạt lên cho mát. Giờ có quạt đây. Để hiểm nón lên đây mà cửa sổ luôn. Cái hồi mẹ cũng khóc luôn á. À, có giọng nè ra. Đây qua bà ẩm đi cho mẹ cởi đầu ra. Để bà nội nè làm nhà mà bà nội đi rồi mình phải đi theo bà nội nè. Bà ẩm đi. Ôi ôi. Nội đâu? Ôi. Ướt đầm đề luôn rồi. Nó cười lắm, đi dọc đường nó ngồi im ghê, nó nhìn cảnh. Kim. Má không con? Chờ bà cái ghế bà ngồi xuống coi. Được không? Ngồi giỡn đó. Ngồi đi. Ngồi đây, ngồi đây cho má. Trời đất, ơi. Cười kìa. Mình đi đâu vậy kìa? Đi mà đừng có bệt bệt kính mít nó. Để cho nó ngồi nó nhìn á. Ơi sao con? Nè qua chơi qua. À mà không được, thay cái tả nó được, cái tả ướt rồi. Rồi cho chơi đi xíu đi rồi thay. Cái tả ướt luôn. Rồi. Thao dữ chưa? Ý lộn ướt dữ chưa tự nhiên. Rồi. Thôi chìm của ba luôn, ướt rồi chìm của ba được luôn á. Để lấy tả. Thay con cái tả đi. Thương con nha, kem ơi.
Kim. Cô ba bị mọt rồi hả cô ba? Bị mọt rồi chị ơi. Ôi. Nãy có chích sữa chưa? Chưa. Chưa có chích. Đây cô ba thương con nghe. Cúp hè. Cúp hè. Cúp hè. Buồn à, thôi đi hai tả nè. Đây, đi hai tả. Đây, bây giờ mình sẽ múc ra từng ly nha. Múc thêm nước vô, nước nó ở dưới cả nhà ơi. Ở trên nó cái nó nổi ở trên rồi. Nó xanh nó dài lắm luôn á. Rồi bỏ đá vô luôn đi ơi. Đây chị múc luôn cho nè. Có muỗng được không? Hấp dẫn quá nha. Nhưng mà tiện nha. Tiện, cứ là một cái quán ở nhà của nhà của chị Trang. Quán này quán trên quán nhà kem hả? Quán của nhà cô ba kem. Quán nhà cô ba kem. Mát kỹ rồi. Rồi, cũng cách ngồi trước mình chị nha. Quá hay đúng không? Rồi. Rồi, Linh TV ơi. Rồi. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ly. Này, khách tới rồi chị Hiền ơi. Khách đông quá. Nè, kem, mời kem ly nè. Ơi, mời kem. Đây mà bà nội rồi, bà nội trước đi. Nè. Đây nè. Ôi, ngon quá. Được ly giải khác rồi. Đây cái đó là để lên trên đó. Mà tỉ xích lại đây này cho vui. Bé ly đừng ngang xa là mẹ đi. Ai nữa ta, còn ai nữa. Mai bà nội. Mời bảy, đây chị đây đi để cho. Để cái mâm nè. Đây, wow. Để cho đây. Mời cả nhà cùng ăn xương sâm. Lá sâm. Lá sâm. Lá sâm rồi à, học é, lười ơi. Ôi, ngon quá à. Này uống giải khát nè. Mời ghế bên đó kìa. Quán này đông. Mời cả nhà, dâu nó làm cục xương sâm này ngon quá. Xương giò. Rồi. Cái mũi gì Trang ơi. Đây chị đi lấy cho. Đi làm cho kem đâu, đi cho mấy thời. Lấy đi cho kem, phải không? Rồi ơi. Lấy đi cho kem, lấy cái này. Nó ly này rồi cho tính phi. Dễ lao. Quậy lên cho anh chơi. Quậy lên thôi. Rồi. Công tính hái tính giờ mắt quay rồi cả nhà ơi. Được rồi. Cho kìa. Ăn đi. Cái này còn quá cái nước à. Ăn đi cưng công hái. Cái nước nó ngon à, không cần cái cũng được. Ba nhìn nè. Đang muốn ăn nữa. Chiều ngoài nhà của ba mát quá. Ông bà nội đi hái đậu phộng đi theo sách cho tới đây luôn. Rước theo bà ông bà nội, ông nội về trước rồi. Ông nội nhờ vậy có nước uống dễ khác. Ông nội về cho chó ăn cơm rồi. Ồ nó sầm sầm vô kìa, con mới uống sữa mà. Nè cho con thử miếng nha. Chụp điện rồi, nãy ba đi vô chụp điện. Lạnh lạnh nè. Rồi lạnh lạnh nè. Đừng. Hơi đội vậy. Ôi, nó bị nước hết là nó chơi không á. Dạ. Đưa vô miệng rồi xong rồi. Bóp cái này ra, chơi vậy đó. Bóp cái tay tục rồi. Cắm vậy đó. Không hai cái bình vậy, hai tay cái bình ở ngoài á. Em. Một tháng nữa rồi biết đó, bà bảy ơi. Cái này mát cười gửi luôn. Nó còn nhỏ nó tới lúc nó ăn dặn rồi chứ mình cũng đâu cho nó ăn cái này được hả mẹ. Còn nhỏ mà. Mát quá uống chơi chút ít thì được. Nhấp nhem vậy thôi. Đừng uống nhiều. Nhem làm quen hả? Tập làm quen. Mấy cái này cũng là nhắc là cũng là từ rau không à? Nhưng mà không biết nó mát quá sao không. Rồi con đội. Chứ uống chút ít mà nó cũng đâu có uống nhiều. Nó là chơi. Ủa, nó món nào hay rồi à. Món nào không đòi, món này đòi dữ hả? Có mèo. Món này đòi dữ vậy nè. Thôi. Hay là cô chơi, cô ba chơi giả bộ ngậm muỗng nè. Nè. Giả bộ ngậm muỗng
Cái múc vẫn cần cô ba ăn hai cái muỗng kìa. Đúng rồi kìa, cô ba ăn hai cái muỗng kìa. Không có biết luôn. Nó dính trong này kìa. Nè cho con ngậm cái muỗng đỡ nè. Trời ơi, con ngồi chơi đây. Ngậm ngay cái muỗng cô ba mốt phải giảm cân nè con. Chưa có ngậm. Cô ba chép 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 kìa. Chép chép cái chai. Chép thùng đi. Trời ơi, để trước miệng thôi nè chị Hiền, em để trước miệng. Ôi trời ơi. Chụp con không à, lúc tử bây giờ. Dạ, tội nghiệp chưa. Quạo rồi đó. Tội nghiệp nhỏ lắm á, nó biết hả họng ra luôn mẹ. Ai cũng ăn hết cho con bực bội rồi nha. Cô ba đưa cho chú miệng nè. Vô kìa. Ướt lỗ tay rồi, ôi dụi mất. Chồng kẹo con không à, con bực rồi nha. Làm từ hồi còn trời nắng đang uống giải nhiệt mà tới giờ tài sắp tối luôn rồi. Thì cũng giải nhiệt rồi, buổi chiều uống này cũng em nè. Đúng rồi. Chứ thôi buổi chiều còn mà còn ngỡ hụng đúng á. Uống mà cái tên này là tối khỏi ngủ được nha. Uống đá đi, ngày mai nó mát quá. Mày uống tiếp ngon quá. Bây giờ tủ lạnh uống từ từ. Ngon. Muốn nữa bỏ đường vô nữa, ai muốn ngọt nữa thì bỏ đường vô nữa, uống nó ngon hả? Ngắt ngót thì chị thấy nó dừa. Mà đủ nhiều quá. Mắt mắt dữ luôn. À. Thức tim tim mắt cười luôn. Uống cái này là tối khỏi ngủ nè. Rồi chị có để hạt dừa ơi chứ. Vô ngon quá à. Thôi nó nhìn bán bảy là. Nhìn bà bảy à, nhìn gần không được rồi, nhìn bà bảy à. Ăn lúc nào nhìn bà bảy cho nha. Bà bảy như ăn nhìn ngon quá mà. Giống mắt luôn. Bà bảy ăn cái gì đó đấy kìa. Bà bảy cho con ăn với. Ôi bà ơi. Đừng ai nói tới con hết trơn nha. Đừng ai nói tới con hết trơn nha. Nhìn hoài thôi thấy lạ. Lạ lúc lên. Nói thấy chưa. Ai vậy con? Bà bảy. Ôi bé chỉ gì kỳ. Nhìn ba với mẹ đó là nó cười dữ lắm. Đó, nhìn nhìn rồi lại nhìn cái kỹ rồi. Thôi gió rồi, rồi. Vậy em vô nhà đi. Mình cũng chuẩn bị mình về tối rồi. Ba và một bữa làm nước uống giải khát cũng xong rồi cả nhà ơi. Thôi kênh mình kết thúc tại đây nha cả nhà. Mong những ai yêu quý hai chồng mình cho hai chồng mình xin một like, một đăng ký kênh để ủng hộ nha. Còn bây giờ thì bye bye cả nhà. Gặp lại.